Sau cái hôm mà mình câu được con cá hổ với con cá sấu á, thì mình bị đứt bóng bốn bốn năm liên tục luôn mọi người. Có kéo lên được bóng bốn thì cũng chỉ có cá ngừ với cá thương thôi. Nè nè, lúc này mình đang săn cá voi đầu trắng với bối nè. Đấy, toàn đứt dây. Ôi, nó câu được cá voi râu trắng ngay trước mặt tôi. Hù hù, cá voi của tôi. Hôm nay tình cờ lướt YouTube thì xem được một cái clip của bạn kia chỉ cách câu cá lớn. Đầu tiên là tôi sẽ thay hết đồ cho nhân vật, mặc mấy cái đồ mà lúc mới vô game người ta tặng á. Xong rồi cũng canh khung giờ ra thuyền câu thử. Thì kết quả khả quan thiệt sự á mọi người. Toàn câu được mấy con cá ngon ngon không à, mà không bị đứt dây nữa. Hè hè, tôi thích cá heo lắm à. Bóng năm đây rồi, bóng năm ơi chị đợi em mãi, hôm nay phải lên nhé, lên đi em chạy đâu cho thoát, lên đi mà, lên đi mà, lên đi mà. Ô, vui quá à.